Thưa quý khán giả, tính đến đầu tháng 8 năm 2024, các loại cây trồng ngắn ngày vụ hè thu 2024 trên toàn tỉnh Tây Ninh đã xuống giống hơn 68.500 hectare, trong đó cây lúa có diện tích cao nhất đạt hơn 49.500 hectare. Hiện nay, lúa hè thu đã bước vào mùa thu hoạch. Theo ước tính ban đầu, vụ lúa hè thu năm nay năng suất không thấp hơn so cùng kỳ. Giá lúa cũng tương đương nhưng có thể tăng nhẹ lúc cuối vụ. Huyện Châu Thành là một trong những địa phương có diện tích trồng lúa lớn nhất tỉnh, đặc biệt ở khu vực có sông Chàm Cỏ Đông xuyên qua. Thường xuống giống sớm, trong đó có khu vực áp sớm ruộng xã Trí Bình. Đến thời điểm này, nhiều trà lúa đã thu hoạch và dễ dàng bán lúa tươi cho thương lái. Các giống lúa thường được bà con ở Châu Thành sử dụng gồm OM5451, OM1352, OM18 vì cho rằng chúng đã thích nghi với vùng đất này. Ông Nguyễn Đăng Lộc ở ấp Sớm Ruộng trồng 2 hectare lúa đã thu hoạch xong cho biết. Cũng như mấy vụ trước, năm nay thương lái cũng mua lúa tươi tại ruộng, giá cả không thấp hơn cùng kỳ. Nếu tiết trời nắng tốt, giá lúa cuối vụ có thể tăng lên. Lúa đây thì cũng làm xong rồi, mới thu hoạch này cỡ trên dưới tuần lễ. Được, đây nay là mua lúa tươi không à. Lên bờ là lái là lên bờ cân, nếu mai gần kinh, gần sông thì đổ lên tàu luôn. Vụ hè thu này xuống giống khoảng 1.700 hecta, cái diện tích thu hoạch đạt khoảng 60% rồi. Cái giá bán hiện tại này là khoảng 7.000 một ký. Theo khuyến cáo của ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật, người trồng lúa trong cùng một khu vực cần xuống giống đồng loạt sẽ tránh được dịch hại. Những trà lúa xuống giống muộn dễ bị nhiễm sâu hại nặng, có khi thất trắng. Do vậy, cánh đồng hơn 100 hecta ở xóm ruộng đồng loạt xuống giống sớm, đồng loạt thu hoạch xong. Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật đánh giá, ước tính giai đoạn đầu năng suất lúa vụ hè thu 2024 cao hơn cùng kỳ một ít, giá lúa cũng không kém hơn. Vụ hè thu năm 2024 thì tổng diện tích vụ trồng là khoảng 15.000 hecta, năng suất bình quân thì khoảng là 5 đến 6 tấn trên ha. Tình hình sâu bệnh hại thì chỉ gây hại ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng nhiều so với vụ hè thu 2023. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Tây Ninh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 28.000 hecta lúa hè thu, đạt gần 60% diện tích gieo trồng. Tình hình sâu bệnh hại không ảnh hưởng đến năng suất cuối vụ. Năng suất lúa vụ hè thu không thể so với vụ trong xuân, nhưng giá lúa vẫn ở mức cao. Người trồng lúa rất phấn khởi.